Nga xin kính chào tất cả quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn kênh YouTube Nhà Võ để theo dõi những tin tức. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2022. Nga kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin như sau. Đầu tiên là giám đốc điều hành CEO của một trong những công ty bán thức ăn nhanh lớn nhất tại Mỹ là McDonald's thông báo là đang gặp khó khăn. Tiếp theo là ba công ty lớn đã chuyển khỏi thành phố Chicago, tiểu bang Illinois và đưa ra những cái lý do. Tiếp theo là FBI đã cảnh báo về cái vụ lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi và FBI cũng đưa ra những điều nên và không nên làm, và đây là sự việc đã xảy ra không những ở tại tiểu bang Illinois mà đã xảy ra những tiểu bang khác. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Giám đốc điều hành CEO của công ty bán thức ăn nhanh là McDonald's đang gặp khó khăn. Giám đốc điều hành cảnh báo về các tội phạm gia tăng ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Ông nói rằng thành phố của chúng ta đang gặp khủng hoảng. CEO của McDonald's cũng cho biết là cái công ty thức ăn nhanh đang gặp khó khăn trong cái việc thuyết phục nhân viên quay trở lại văn phòng làm việc có trụ sở chính ở Chicago do lo ngại tội phạm gia tăng. Giám đốc điều hành ông Chris nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở thành phố Chicago hôm thứ Tư rằng công nhân của McDonald's do dự là đi phương tiện công cộng do sự gia tăng đáng kể tội phạm bạo lực tại thành phố Chicago. Ông cũng cho biết việc tuyển thêm lao động đến Chicago gặp nhiều khó khăn do lo ngại về chất lượng cuộc sống. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều phải đối mặt với cùng một câu hỏi: chuyện gì đang xảy ra ở Chicago? Có một cảm giác chung ở ngoài đó rằng thành phố của chúng ta đang gặp khủng hoảng. Giám đốc của công ty McDonald's nói rằng là sẽ vẫn ở lại Chicago và thông báo rằng họ có một cái kế hoạch khai trương một cái trung tâm đổi mới gần cái trụ sở chính của mình ở khu West Loop ở thành phố Chicago, đó là Golden Arch. Giám đốc điều hành của công ty bán thức ăn nhanh McDonald's cũng cho biết rằng là vẫn ở lại Chicago. McDonald's chuyển đến trung tâm thành phố vào năm 2018, khi mà trụ sở có trị giá 250 triệu đô la sau gần 4 thập kỷ ở thành phố Oak Brook, một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố Chicago khoảng 30 phút. Theo McDonald's, công ty đã tạo ra khoảng 2 tỷ đô la cho nền kinh tế của Cook County tại tiểu bang Illinois. Quận Cook County là một cái quận đông dân thứ hai ở nước Mỹ. Giám đốc điều hành cũng kêu gọi các quan chức chính phủ lưu ý đến sự ra đi của các công ty lớn đã thu hút cổ phần và chuyển ra khỏi thành phố Chicago do lo ngại tương tự về tội phạm. Từ đầu năm nay, ba công ty lớn đã thông báo họ chuyển cái địa điểm khỏi thành phố Chicago. Công ty đầu tiên là công ty Seidel, gã khổng lồ quỹ đầu tư do tỷ phú Ken Griffin điều hành, cho biết họ sẽ chấm dứt cái sự hiện diện của trụ sở chính ở Chicago và chuyển đến Miami ở Florida, với lý do tội phạm gia tăng là yếu tố chính trong quyết định này. Công ty thứ nhì là công ty Boeing. Công ty đã chuyển cái trụ sở chính của mình đến West Loop là ở thành phố Chicago từ Seattle từ năm 2001, đã thông báo vào tháng 5 rằng sẽ chuyển đến Arlington ở Virginia, ngay bên ngoài ở Washington DC. Công ty thứ ba là công ty Caterpillar. Gã khổng lồ sản xuất xây dựng đã thông báo vào mùa hè này rằng công ty sẽ rời cái vùng ngoại ô bờ biển phía Bắc ở Deerfield của Chicago để đến Dallas Fort Worth, là nơi đang bùng nổ vì sự phát triển ngành công nghiệp mạnh mẽ tại thành phố Dallas, Texas. Theo Sở Cảnh sát của Chicago, số vụ trộm cướp là đã tăng 18%. Số vụ trộm tăng lên 28%. Trộm cắp tăng 65% với cái số vụ trộm xe cơ giới tăng 66% trên toàn thành phố kể từ đầu năm và so với năm 2021. Trong khi vụ giết người năm nay trên toàn thành phố ít hơn 15%
so với năm ngoái. Số vụ giết người tính đến thời điểm hiện tại là 479 trường hợp, vẫn cao hơn 33% so với 3 năm trước. Nơi Nga ở là cách thành phố Chicago cỡ khoảng gần 2 tiếng lái xe. Nga không biết là quý vị ở tiểu bang khác, quý vị có đến Chicago du lịch lần nào chưa? Đối với Nga, thành phố Chicago là một thành phố rất là tuyệt đẹp luôn. Dạ, và mỗi cái thành phố nó có những cái nét đẹp riêng. Nhưng mà nhiều khi á, có những cái tội phạm nhiều, người ta là đi người ta cũng e ngại nữa. Dạ, nhưng mà trong đó có một cái điều đó quý vị, là Chicago có nhiều cái trường đại học rất là nổi tiếng. Đồng thời là nói chung là nước Mỹ thì rất rất là nhiều cái ngôi trường đại học và nổi tiếng. Và Chicago cũng có nhiều cái ngôi trường là rất là nổi tiếng. Và hôm trước đó quý vị, Nga có dịp á, Nga đi tới đó, Nga quay đó, Nga sẽ là chia sẻ bên cái kênh phụ, để mà nếu như mà quý vị nào quan tâm thì quý vị có thêm cái thông tin để mà quý vị tham khảo về cái trường đại học ở Chicago. Phần tiếp theo, FBI Chicago đã cảnh báo về cái vụ lừa đảo máy tính mới nhắm vào người lớn tuổi. Điều này đã xảy ra ở cư dân Illinois, không những cư dân Illinois và ở những tiểu bang khác. Và Nga xin tri ân quý anh chị theo dõi cái kênh Nga Võ để chia sẻ Nga cái phần này để mà Nga chia sẻ đến tất cả quý vị. Nếu bạn có cha mẹ hoặc ông bà không hiểu biết về công nghệ, FBI Chicago sẽ yêu cầu bạn thông báo cho họ về một cái cuộc là cái sự lừa đảo mới nhắm vào những người lớn tuổi. Cái trò lừa đảo khi mà người sử dụng dùng máy tính vào online bắt đầu bằng một cái cửa sổ bật lên. Và đối với một số nạn nhân, họ đã mất hàng ngàn đô la. Đặc vụ FBI đã nói rằng hãy tưởng tượng bạn già đi và nghỉ hưu và mất 1 triệu đô la là tiền tiết kiệm của bạn. Điều đó thực sự đã xảy ra do một cái trò lừa đảo mạng mới. Bắt đầu với cái việc máy tính của bạn bị đóng băng, tức như là không có tiếp tục là quý vị là mở được nữa. Thì sau đó là một cửa sổ bật lên trên cái màn hình tuyên bố là máy tính đã bị tấn công. Cửa sổ bật lên chứa một cái số điện thoại được cho là một cái công ty phần mềm bảo mật nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu bạn gọi vào cái số điện thoại đó, nó sẽ dẫn đến việc là những cái kẻ lừa đảo tự xưng là từ ngân hàng hoặc cơ quan an sinh xã hội. Không ai trong số những người này làm việc cho bất kỳ tổ chức nào trong cái là ngân hàng hoặc là cơ quan an sinh xã hội. FBI nói rằng họ đều là những kẻ lừa đảo, tất cả họ đều thành thạo về cái vai trò của họ trong cái vụ lừa đảo và họ sẽ dẫn bạn ngày càng sâu xuống hố. Khi mà sâu xuống hố đó rồi thì những kẻ lừa đảo đang lừa mọi người chuyển tiền thật của họ vào các cái tài khoản không có thật dưới cái chiêu bài là bảo vệ tiền cho quý vị. FBI cho biết, chúng tôi đang đưa ra cảnh báo này ngay bây giờ vì chúng tôi đang thấy một số người có quyền kiểm soát hoàn toàn và toàn bộ cái cuộc sống của họ, những người là làm cả một đời để dành tiền. Họ đang trở thành cái con mồi của trò lừa đảo này. FBI khuyên rằng hãy gọi cho mẹ bạn, gọi cho cha bạn, gọi cho ông bà của bạn, gọi cho những người thân của bạn. Chỉ cần cho họ biết rằng một khi cái cửa sổ mà bật lên xuất hiện trên cái màn hình của bạn, đó là có cái vấn đề, cho nên phải cần chú ý và không làm theo cái yêu cầu của cái cửa sổ màn hình hiển thị lên. Điều đó có nghĩa rằng ví dụ như quý vị đang sử dụng máy tính hoặc là đang cầm cái điện thoại, quý vị xem những cái thông tin trên online chẳng hạn. Khi mà vào online xem thì tự nhiên cái màn hình đột ngột là nó xuất hiện cho lên một cái cửa sổ nhỏ nhỏ trên cái màn hình. Nó nói rằng là cái máy tính hoặc là cái điện thoại của mình đã bị là kẻ lừa đảo tấn công và gọi vào cái số điện thoại đó. Khi mà quý vị gọi vào cái số điện thoại đó thì đó là những cái người mà người ta lừa đảo. Người ta nói rằng quý vị sẽ chuyển tiền vào trong cái tài khoản để mà
người ta bảo vệ cho quý vị. Vì người ta nói rằng là người ta là làm việc cho ngân hàng, người ta làm việc cho sở an sinh xã hội. Hoặc là trước đây Nga có chia sẻ đó quý vị, khi mà nổi lên nó hiện cái đường dẫn á, là nói quý vị là nhấn vào đó, cho nên là quý vị là không có nên nhấn vào. Dạ, quý vị hết sức cẩn thận. Theo FBI, điều cần làm là gì? Nếu bạn thấy cửa sổ bật lên, hãy ngắt kết nối máy tính của bạn khỏi Internet ngay lập tức. Đừng chỉ tắt máy tính của bạn, đừng chỉ khởi động lại nó. Hãy tắt kết nối Wi-Fi hoặc là Internet và gọi cho ai đó biết cách quét cái máy tính để tìm cái phần mềm độc hại. Và Nga hy vọng rằng những cái thông tin này, Nga xin chia sẻ đến quý vị có thêm cái phần tham khảo và hy vọng rằng là mình sẽ tránh được cái điều này. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút subscribe, nhấn nút đăng ký, nhấn like, nhấn share. Nga xin kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Và Nga cũng kính chúc tất cả quý vị cuối tuần nhiều an vui bên gia đình và người thân.